Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Ok các bạn ơi, thì sau 2 ngày bị mất hai con vịt, mẹ mình cũng đỡ buồn hơn rồi, cho nên ngày hôm nay mẹ mình sẽ quyết định mần con vịt khác nha các bạn. Hồi Tết á là mua 5 con vịt, là 2 con vịt sim, 3 con vịt trắng, mà không có dám mần, tiếc không có dám mần, rồi mất 2 con vịt sim, đau lòng quá, mần con vịt trắng nha mấy bạn. Hôm nay mình với mẹ mình sẽ làm video là vịt nấu chao nha các bạn. Đó, ăn đi, để mai mốt mất nữa cũng vậy à, tôi kệ. Mua chắc gần cả triệu tiền vịt á. Mình sẽ cho các bạn coi cái con vịt mà mẹ mình mần nè. Trời, mở luôn nè, thấy không? Cái da gì mà nó dày dữ vậy trời. Đấy, là cô Tư áo bông, tóc bạc. Thôi ơi, sáng ngày chưa gỡ đầu cổ vậy đó. Ok các bạn ơi, thì hồi sáng giờ là mình đi mua rau, rồi đi mua bún, rồi đi mua này kia kia nọ để về làm vịt nấu chao nha các bạn. Không dạ. Có con vịt này thì mình ăn con vịt khác. Coi cái phô câu. Cái phô câu gì mà mập dữ vậy? Phô câu này gỡ ra một về mở rồi đó. Phô câu này ăn chắc lên 3kg đó các bạn. Thôi bây giờ thì không liên thuyên với các bạn nữa. Mẹ mình đã mần vịt sạch sẽ rồi, thì chúng ta bước vào giai đoạn nấu. Đây là khoai môn ở nhà mình đào nha các bạn. Mẹ mình đã luộc luôn rồi các bạn ơi. Bữa giờ mấy cái bụi môn ngoài đây nè, nó có củ đào để nước ngập nó thúi nó hư hết các bạn ơi. Các bạn coi nè, còn có hai vịt nè, thấy không? Đó, để trong lồng vậy đó các bạn. Còn bên kia là gà. Có hai con gà mái vừa mới xuống ổ mấy bạn, đẻ được không? 20 mấy con gà con á. Rồi mẹ mình nhốt vô cái lồng vậy cho nó đừng có dẫn con đi lung tung. Bây giờ mình sẽ ướp nha các bạn. Nước nhiều dữ. Nước nhiều quá hả? Lấy cái muỗng không? Lấy cái muỗng không con lấy cho. À, ướp hết luôn. Hết nè, mặn không? Này mẹ mình chơi ngầu hết hũ chao luôn các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ là cameraman. Rồi. Chao này là mới á cho nên nó chưa có nát nát hay mẹ. Mới quá. Mới quá. Thơm quá. Hơi mỡ của con vịt nè. Cái nồi này phải nấu ra mỡ dữ lắm luôn á. Mình sẽ cho vô đây được là 3 muỗng đường. 300g đường luôn á chứ. 3 muỗng ăn canh á. Không phải muỗng cà phê. 3 muỗng ăn canh mấy bạn, 3 giá cũng được. Giờ tới mình sẽ cho nguyên hũ muối này vô luôn nha mấy bạn. Mẹ mình sẽ cho 3 muỗng bột ngọt. Vậy chứ chút mình còn nêm lại nữa. Cho 1kg muối. Muối ít thôi, cho nhiều quá rồi. Cho 1 ký muối vô nha. Muỗng muối thôi. Cho 1 ký muối vô chắc nó mặn y chang như là cái biển đông luôn á bạn. Vịt lội biển đông nha. Món ngày hôm nay là vịt lội biển đông. Ủa, mặn nồng tình cảm gia đình. Cho một người đường vô đây cho nơi. Dịu lại cho ngon phải không? Ừ. Giờ mình trộn lên thế mẹ mình các bạn yêu ơi. Trời ơi mở kìa. Trời ơi cái phao câu kìa. Dữ lắm rồi, 3 ký 3. Con vịt này là 3 ký 3 là hết, 1 ký 3 là mỡ rồi các bạn ơi. Còn 2 ký lại là thịt với lại xương nha mấy bạn. Con vịt gì mà mỡ thấy bệnh luôn á. Hai con vịt sim chắc ngon dữ lắm trời. Kỳ đó mua. Mua một lượt chung với Nhạn Như nè. Bữa trước Nhạn Như mua, bữa sau nhà mình mua khác chỗ thôi. Nhưng mà nó ăn hồi bữa mùng 2 rồi mấy bạn. Còn mình thì gửi cho người ta ăn mất tiêu rồi. Không mua thôi, mua cái nuôi cái thương nữa. Cái thấy ghét quá này mần nè. Nó đi, còn bằng 3 vịt trắng này nó không đi, ngủ chung mà 2 con vịt sim đi, còn 3 vịt trắng không đi mới còn cái cô. Mấy vịt sim mày chai lại. Chai trắng chẻo nó không phái, nó phái đi kiếm đồng loại đen đen giống nó vậy mấy bạn ơi. Còn trắng chẻo nó không phái, cái gu kỳ lắm, bởi vậy đi mất tiêu rồi. Giờ mình sẽ đi đưa học trò đi học, bây giờ mình quay tiếp cho mấy bạn xem nha. Chắc là mẹ mình sẽ ở nhà lặt rau đồ này kia các kiểu đó mấy bạn. Chút xíu nữa mình sẽ quay tiếp cho mấy bạn xem nha. Còn bây giờ thì bye. Chuẩn bị đưa học sinh đi học. Học sinh không đội nón bảo hiểm. Chở cho ông công an luôn. Ủa, chị ba cầm nó quay quay hả? Quay clip nha. Chạy ba nha. Nó vô rồi mới về phải không? Nó ok. Ok. Đi học. Yeah. Let's go. Let's go. Ôi ôi ôi, cầm lên là hai tay chạy đi. Lủi xuống hương luôn nè.
nay vậy? Nay mẹ phú bệnh rồi. Ok, chở phú tới trường nha mấy bạn. Ok. Hôm nay là xe ôm nha. Chút nhớ trả 20.000 nha. Thôi. Ôm là nhớ trả tiền không? Vô đo nhiệt độ rồi, để coi có vô lớp không, không có vô lớp thì trở về. Cái đường phố về nè mấy bạn, không ngờ là ở trong trường người ta rất là kỹ nha. Tới cửa là có cái máy đo nhiệt độ, hễ đứa nào mà nóng thì cho đi về, còn đứa nào mà ok, bình thường thì cho vô học. Kiểu vậy đó mấy bạn ơi. Hồi trẻ phai lan nè mấy bạn. Ủa phai môn. Nắng quá cái não nó muốn banh luôn rồi. Nè phai môn, vịt nấu chao chứ không phải là vịt nấu phai môn nha. Phai môn thì ít mà thịt vịt thì nhiều. Chất lượng chưa? Bây giờ đi giật dừa rồi hả, về xào thịt. À là bây giờ mình phải rim thịt vịt với nước dừa nha các bạn. Giờ sẽ đi giật dừa nạo nha mọi người. Ok. Ba trái nè mấy bạn, bẻ ba trái thôi, chừng nào mẹ mình kêu nữa thì bẻ nữa. Lỡ qua mà bẻ cái dừa này mà non cái là tới số. Chắc nó non quá. Được rồi. Ngon hơn bữa rồi. Trời nắng này nó đâu có ngọt đâu. Cứng cại rồi mẹ ơi. Ok luôn. Ok luôn mấy bạn ơi. Để chặt cho xong. Ta chưa chặt dừa xong nữa. Đi xào thịt rồi. Thắng mỡ. Thắng mỡ dịch. Ba trái dừa này giỏi lặn lít 2 nước rồi mấy bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ đi thắng mỡ xào thịt nha. Rồi, mỡ của mẹ mình khét đen luôn rồi. Miếng mỡ vịt á, cô thắng nó ra vậy nè. Chứ làm nhiều nữa ăn hết. Giờ bỏ hành tỏi vô khi chả thơm. Thơm quá rồi là phải bỏ thịt vịt vô liền. Cứ hôi nó khét. Chết gà rớt. Dạ. Rớt ngoài thì xuống luôn mấy bạn ơi. Chứ hồi nó rớt xuống dưới trò hết. Qua khỏi. Ủa có rớt cục đâu? Có mẹ. Mẹ rớt cái giò cụ lẳng đây nè. Rớt một cục vô bếp rồi. Gì? Nước dừa vô thôi. Dạ, xăng cô đổ nước dừa nha các bạn. Nay mẹ mình là nhân vật chính nha các bạn. Mình là bé quay phim. Nước dừa này hầm cho nó ngon, cho nó ngọt. Miếng thịt vịt trên mau mềm. Thèm quá lâu không ăn. Chắc thêm trái dừa nữa quá coi. Ok. Qua bể ăn trái nữa. Ok. Mẹ mình nói là mình phải làm liền mấy bạn ơi. Mẹ mình kêu là mình phải làm. Mẹ mình chứ có ai đâu mà mình không làm. Mình làm cho mình chứ có làm cho ai đâu mà mình không làm mấy bạn. Kêu là mình đi làm liền. Ok bạn ơi, mẹ mình kêu hái thêm trái nữa thì mình sẽ hái thêm một trái nữa nha các bạn yêu ơi. Mấy bạn thấy ở dưới nhà mình á, buổi trưa vậy nè, mát mẻ ghê không? Có chim hót nữa, nghe con người nó thoải mái, nó rộng ràng sao á. Dạo gần đây là chuẩn bị sang mùa mưa mấy bạn, cho nên trời nó hơi hầm chút, không có gió gì hết trơn á. Cho nên trời nó rất là hầm luôn. Nấu cái món này ăn là hết sảy con bà bảy luôn nha. Đổ vô luôn mấy bạn ơi, thêm một trái nữa nha. Trai cưng của mẹ đi rồi. Điền ngủ đi ăn vịt nướng rồi, con ngủ nhà ăn vịt nấu chao không ăn. Mẹ nêm đây mẹ. Nè thử coi. Mẹ không nêm đi. Coi góp ý. Ok. Để ra lấy khoai. Mới dặn tí muối á. Lát nhận cho con với mẹ. Ngon quá đi mấy bạn ơi. Lấy nồi đổ cả. Cũng được. Dạ cô cho coi. Lẩu chao có ngay cho quý vị đây. Quá ngon. Gì mà mỡ không rồi mấy bạn ơi. Lẩu chao gì mà mỡ không mà không thấy chao gì hết trơn á. Giờ chắc mình nhờ cô Tư bông để gao vô cho mình luôn quá. Rồi mình này với cô Tư sẽ xử luôn mấy bạn ơi. Đi lấy bún ra. Tại vì con vịt nó mập quá nó sẽ không mỡ.
vừa tìm được tung tích của hai con vịt mấy bạn ơi. Cái chú giăng lưới anh nói là ở ngoài sông lớn á. Mẹ mình mới nói nè. Quá à, hai mẹ con mặc áo sống lề xề quá, bạn cởi cái áo ra cho mát. Nắng dữ lắm. Cứ bà vô mùa nóng rồi mọi bạn. Mình mà không mặc áo khoác chứ vài bữa nữa mình đen mình đi đám cưới người ta cười mình chết các bạn ơi. Ta nói nhỏ này YouTuber điện thu. Nhiều khi hoạt động thể chất mà trời nhiều quá, da dẻ nó mặn mà thôi chứ nó có gì đâu đen. Vừa chơi bị đen mà vừa chơi mập nữa các bạn coi buồn không? Lâu ngày gặp lại mình phải nói chuyện ngọt ngào đồ với nhau vui vẻ. Sao đà mày đen vậy? Sao gà mày mặt vậy? Buồn không? Hello, chào các bạn các con cháu. Hôm nay cô với Như bằng một con vịt nấu lẩu chao nè. Xong nè, mời các bạn con cháu thưởng thức với cô với Như nha. Nay nhà không có ai, ông xã cô đi làm rồi, tiên cũng đi làm luôn rồi. Thôi mấy bạn chưa ăn gì ăn, còn mình với mẹ ăn lẩu dê, lẩu vịt nấu chao nha các bạn. Ăn rồi giờ nghỉ ngơi các bạn, chưa vui vẻ mấy bạn ơi. Giờ là ăn vô miếng nước giờ mình. Còn ba con vịt mà hai con vịt còn mới phát hiện được tung tích của hai con vịt kia mà ngang qua rồi, không biết nay còn không. Chú kia không thấy mà còn có con à, mà giờ không biết còn không, mà thấy đầu kinh hoài ngoại không biết. Mẹ con sâu chuẩn bị đu xuống rồi mẹ, gạt nó ra để bà kẹt nó, kẹt nó, kẹt nó. Cho thả diều luôn. Quá ngon. Quá hấp dẫn mấy bạn ơi. Rau vô. Hồi trưa nắng không có gì, hai mẹ con mình mời mấy bạn ăn lẩu vịt nấu chao. Nè, con cục thịt vô. Trời ơi, con cảm ơn mẹ. Mẹ cục thịt vô. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Rau. Nay ăn lẩu chao với em nấu với khoai môn với ăn cải bà xanh với rau má nha các bạn. Mẹ ngủ con Như nó ăn mà. Không biết ăn gì nấu chao. Bữa nào bà có nấu phở á, bà kêu nó là sẽ không từ chối. Nó thích ăn phở. Vịt này cô mua về, tao phá lại mua về cô không có ăn liền. Ăn liền bị cũng lông. Cô nuôi lại cho nó dĩa thịt mà sao nó cũng mở dữ nè. Tại ăn thức ăn với lúa nè. Đúng rồi. Không có thức ăn, nó không chịu ăn. Không chịu ăn hả? Vịt bị chảnh ghê rồi, bởi vậy hai vịt kia nó đi. Mua chục ký thức ăn về nữa, cái hai vịt kia biến. Mỡ quá trời mỡ luôn á. Tắt bếp đi mà. Trời ơi, nó béo một cái nha, chịu không nổi luôn mấy bạn ơi. Béo ngon, vừa sợ. Cái mỡ vịt nó ra mà vừa chao nó béo nè, trong ôm nè. Rồi vừa nó đậm đà hương vị mẹ mình nêm nữa mấy bạn. Rồi khoai môn. Đi đâu mà ăn được cái món vịt nấu chao mà nấu ngon hơn mẹ mình. Mình thua như mình thua mấy bạn ơi. Mình tự hào về mẹ mình lắm. Mẹ mình nấu ngon số 1 luôn á. Cái gì mẹ mình nấu cũng ngon nha. Quả cháo quá. Vịt nấu không bao giờ bị hôi lông, bảo đảm luôn. Mẹ mình là làm kỹ dữ lắm. Rồi mấy bạn biết mẹ mình nấu cái gì ngon nữa không? Bánh tét. Rồi. Húp cái nước nó ngọt. Mẹ mình mà không truyền cho mình rồi mấy mốt thất lạc cái món này mấy bạn ơi. Để mai mốt mình học cách nấu ăn ngon của mẹ mình. Ai đâu dạy mẹ mình. Mẹ mình tự biết, tự học với ai. Mình học mình về mai mốt mình nấu. Lâu lâu làm món lạ lạ ăn ngon các bạn. Vịt nấu chao có khoai môn rồi nè. Ngon quá. Ăn rau ngon quá mẹ ơi. Vịt cô ba cái mấy á. Rau hấm mỡ mẹ. Eo. Cũng khiếp. Mỡ vịt mà. Ngãi cái về mỡ cái cô thắng ra cô cháy nổi luôn. Chứ không có lấy dầu mỡ gì nữa. Thôi thôi. Có cọc khoai nó nóng quá. Khoai nhà chồng đó nè. Nóng dữ dằn. 4 trái dừa xiêm. Ấu cho ngon, không có nấu nước. Thịt nó dễ ăn không? Ngon. Em muốn quyết coi ngon. Mẹ cắt nếp luộc trước. Lẩu chao gì mà thịt không trời. Không thấy miếng nước nào hết trơn. Bán gì chắc lỗ. Giờ mới ăn cục thịt vịt nè.
đáng lẽ ăn Tết là ngon rồi. Ừ. Chim thịt còn ngon dữ nữa. Ừ, thịt ngon quá vậy, béo mềm ngon ghê á. Đấy, muốn ăn lẩu cây gà không à? Chắc mày muốn ăn lẩu gà. Muốn lẩu gà thiểm hay gì đây? Lẩu gà thiểm là nhà mình có đầy đủ combo luôn á. Gà nè, mồng tơi có. Tơi có. Đi coi rau gì bằng bò mót có. Có thiểm có luôn. Mướp có. Luôn. Mua bún thôi. Lẩu gà thiểm là nhà mình không có tốn tiền mấy bạn. Thêm rau nè. Thêm rau vô đi. Để con gấp hết nè. Hết rau chín đi. Rau gì mỡ không? Ngon quá mấy bạn ơi. Này phải ăn có rau má được chưa? Ủa rau má đều vô cho nó ngon nha mấy bạn. Không có ăn thịt hết trơn, ăn rau không à hai mẹ nhà con. Có bông mướp ngọn mướp nữa mà. Thôi có rau với cải nè. Đó. Cái giá này lấy giấy chùi. Không múc đâu. Lấy giá bự múc luôn. Chịu còn nghĩ không đất nữa chứ. Mẹ mình uống trà đá, còn mình uống nước bưởi ép nha mấy bạn. Đưa ly trà đá rồi. Để tắm đi mẹ. Bưởi nhà mình gốc gài nó trời nắng nó bị ong chịch quá trời mấy bạn ơi. Cái bưởi nó đắng ghét à, cái nó rụng vàng, đâu bán được đâu. Mình lấy mình ép uống cho giảm cân. Rồi gấp thịt đại vô ăn đi. Một bài hình nha, thôi rồi. Lườn, nghe lườn á, ngon ăn. Đúng rồi. Ăn đi. Đi chối hoài. Chối quá. Ăn cái cánh cho nó hôi lông chơi coi mày nè. Cánh tim, này tim nè, tới này tới tim. Trái tim ha. Chưa nắng mà ăn cái này là ngon nhất nách mấy bạn. Này phải có xì gụ con mẹ nhâm nhi ha mẹ. Xỉn hết mặn rồi. Xỉn đi xẹo qua xẹo lại. Gì chịu hả? Cùng chết. Không mà uống rượu hồi bữa ngon á. Hồi bữa con kì rượu uống á. Nhận rau hơi lạc ha. Không lạc. Con hay được rồi. Ừ, tí mà. Lạc rau. Ăn lạc lạc thôi. Ăn đậm đà quá. Dư gia vị. Bữa nào mua rượu đó con với mẹ uống. Rượu soju. Rượu đó uống như là nước trái cây lên men vậy á, nó ngon. Thơm. Chứ nó không có xỉn mày ơi. Xỉn ít lắm. Để chưa chín tới ngon. Ừ. Chứ mà rụt quá ăn. Ngon quá mấy bạn ơi. Béo quá, chị không nổi. Con gì hai chị em nó ăn tô. Con gì viên phú ăn tô phải không? Ừ. Không biết chiều ai rước nó trời. Không nghe kêu ta. Thì cha về. Chắc chiều cha về. Không về thì con. Không về con phải rước. Con đưa mẹ anh chẩn con ghế rước luôn. 4:20. Lại cổng chỉ chỗ à. Đứng đo nhiệt độ có ông thầy đứng canh mà. Ừ. Thầy chủ nhiệm đó. Ừ. Biết học trò nào chứ mấy ông thầy đứng đó chứ gì. Ừ. Lấy dữ rồi. 50.000 10 bịch nè mấy bạn, khăn giấy nè. Ăn phải mồm á.
dẻo cực kỳ luôn. Phê môn này nhà mình trồng một năm mấy rồi đó trời, phải không mẹ? Ừ. Mà bữa nay cái củ nó mới vậy à. Mình để ý rồi. Cái bụi nào ngoài nắng á là cái bụi đó nó y như rằng là cái củ nó bự à, còn ở trong gặp quá, trong mát quá. Bỏ mấy bạn. Trong mát quá nó không có củ, mà cái cây nó lại tốt. Ngộ vậy á. Chỗ nào mà ẩm ướt quá thì cái cây nó tốt, còn cái củ thì không có. Còn chỗ nào mà nắng chói chang á thì cái cây nó héo queo mà cái củ nó mập lù à. Người ta nói là tốt mã gã đám, thấy bự bự chà bá về nè. Không củ không có ơ gì hết trơn á. Chưa. Chưa hả? Chưa hình củ. Ờ quên ngủ bằng bắp ăn mẹ. Điện đi. Điện có chút mẹ có gì sẽ mít mẹ cho nó ha. Mít nó ngon cho. Vậy hả? Mít không ngon hả? Coi nó ngon cho. Ừ. Quỷ. Ăn gì? Vịt nấu chao không? Hả? Ăn giờ vô ăn nè. Dạ. Ừ, giờ vô liền được không? Ừ. Hả? Nhà tao chứ nhà ai? Ừ. Có ăn nó lẹ lắm. Nói bậy. Sao qua bữa ăn gỏi cuốn hả? Sao mày không rủ tao ăn gỏi cuốn? Ừ, quá trời. Sao không rủ ăn gỏi cuốn? Thôi vậy mốt ăn có gì nhớ kêu nó ăn nha. Nó ăn được cái, nó ăn dữ lắm mấy bạn ơi. Bậy nó coi video trời nè. Chửi thì nó chửi hầm trong bụng không mà không dám chửi con. Chửi con kêu như chửi nó. Nói rồi thì nó rồi. Quên. Hai mẹ con ăn sắp hết rồi mấy bạn. Hết đâu hả? Nó sắp hết rồi chứ còn đang lăn lê lê luôn á. Không biết sao ăn hết rồi nữa. Phải chi có mấy bạn là mà ở gần nhà mình mà biết nhà mình á. Ở không á. Qua đây ăn cho vui với mình. Với mình với mẹ mà làm quá, nhiều quá cũng mệt đó mấy bạn. Ăn không có nhiều hết trơn á. Ngồi làm mà nói chuyện gấp dốc chơi cho vui. Bữa mình... Trời ơi. Ôi. Trời ơi. Quá xa cà tông mắt thiệt mấy bạn. Bữa nào mình phải yêu cầu mẹ mình làm món bánh su xuê đó mấy bạn. Bữa giờ thấy người ta đám cưới rần rần cũng nôn. Mà mình chỉ thích là đợi đi đám cưới về đặng ăn cái bánh đó đó mấy bạn. Người ta cho mình đem về ăn á. Ngon. Mà bữa mình với mẹ có làm lần rồi. Tuy nó cực nhưng mà làm nó ngon ha mẹ. Dễ à, ổn khó. Gói lá dừa mới khó á. Cái gói, cái thù gói á. Ừ. Nặng lên á. Khó. Tính ra là nó tuổi tí á. Nhưng mà tính ra nếu mà coi tuổi lấy vợ là nó tuổi hợi mẹ. Ừ. Dạ. Qua tí mấy ngày. Nó nói là đẻ ngày 23 Tết đó mà lúc đó Tết rồi không có đi làm giấy cây xanh, đợi qua Tết mới đi làm. Là qua ngày mười mấy tháng 2 á, ở trên. Chứ nó là nguyên con heo. Lên mất à. Cho trái đủ. Rồi, mày chắc ăn. Ăn liền hả? Thúi rồi nè. Chín mới. Chín, nó chín cây. Chín cây. Ở đâu vậy? Đâu để dưới khách nè, khách rồi đâu có ký được hợp đồng đâu. Con. Dạ. Cho ông rồi, ông cho tôi hả? Nãy trong bạch lông, mấy nãy mới đem về nhà, vừa về tới nhà là điện á, tính mới vừa bới tô cơm lên. Rồi ăn cơm chưa? Mới bới tô cơm à. Vậy mà ông nói thôi tôi ăn cơm rồi. Nè ăn đi. Nãy là tao ăn rồi. Bỏ ra cho nó. Lâu lắm mới ăn. Ủa thằng Tiên không quay hả? Tiên đang giật nướng rồi. Đi nhậu rồi. Gắp đại đi. Còn bún trong nhà nữa. Bóp đại. Ủa như không quay hả? Nó không ăn mày ơi. Chè. Nó không biết ăn cái này. Không biết ăn vịt nấu chao. Ông ăn rau được không? Ủa đang quay hả? Đang quay đó. Đang quay kìa, ông không hello gì đi. Hello, xin chào các bạn. Máy nó ngồi cao quá, chắc mất cái đầu nó luôn á mấy bạn ơi. Mình nay mình được vô ăn ké nha. Ăn đi. Được mời ăn ké. Ừ. Đợi đi. Hết nước làm gì nè. Cái gì? Hết nước. Hết nước để múc nước cho. À, hết nước rồi. Không phải hết nước mà là tại nấu nước kẹo á.
Ăn này là nhức nách luôn á. Nách này nhức nè. Ăn đi. Có nước ngọt cái bên kìa, rót uống đi. Đem chó xuống đây đi. Đem chó xuống đây chi? Cột nó đây đi, chở giữ nhà chồng. Ừ. Để tối khóc quá. Dạ. Rồi bắt mình hả? Rồi, ăn đi. Đó, bắp nó vô á mọi người. Nó ăn chung với mình chứ bây giờ mình no rồi. Mình ăn xương xương cầm khách vậy đó. Mình ăn ké nha mọi người. Mẹ mình kêu vậy đó. Ê, cái môn nãy bữa đào với ông về chồng nè. Dạ. Ông ăn thử coi. Ngon. Thấy không, tôi nói ngon mà. Má năm rồi đào không có củ. Năm nay về chồng mới có củ á. Mà củ có tí hí vậy à. Không có củ bự nữa. Ngon không? Ừ, ngon bụi. Thấy không, ngon hơn khoai môn chợ bán luôn á. Khoai môn nhà tôi mà. Đó, bụi đó đó. Chồng bụi đó đó. Củ nào có củ nó sao đào, còn nào không có củ nó không đào. Không gặm rồi. Nếu mà dục vậy nó cũng lên á. Không. Ghim xuống nó mới lên mày ơi. Mấy cái tao cắt củ rồi. Ngon không? Ngon, ngọt, béo. Ăn thịt thử coi. Dạ. Hôi lông không? Hôi lông không? Ra không? Nóng quá. Mà. Hôi lông quá. Cô Tư nấu thịt vịt hôi lông quá mấy bạn ơi. Bắp ăn chê. Đâu hôi đâu? Ngon mà. Có không? Không, không hôi. Ừ, không hôi thôi. Thấy béo thơm nè. Ăn thêm cục hôi môn nữa. Tao nấu một hũ chao luôn đó mày. Ủa không hửi thêm mùi chao luôn á. Tưởng dịch nấu môn. Wow. Nấu một hũ chao môn luôn đó. Bốn trái dừa xiêm. Ừ, đó. Biết đâu, đâu thấy cái mùi chao đâu, chỉ thấy cái môn mà. Ừ, ngon, ăn đi. Ba bột ngọt, đường, nước mắm. Ủa không có nước mắm, bậy bậy. Bột ngọt, đường, muối thôi. Ăn lại đi. Ừ. Đầu quanh nó không vô clip mình mấy bạn. Nó ăn không à, nó không có nói chuyện gì hết nha. Đang đói mà. Ăn lại tao nói cho. Nghĩ sao mới về vừa tới nhà mới bới tô cơm lên nghe điện. Rồi mừng. Ăn cơm với gì? Ăn cơm hả? Ừ. Ăn cơm với ốc khoai sả. Ngon quá ta. Cái mà thì bắt ốc về khoai sả nữa. Không, ốc đó chắc là gỏi cuốn ăn chắc ngon á. Ốc gỏi cuốn không chấm mắm xả chứ khoai sả chắc là để chết luôn á. Chấm chứ sao không chấm. Gỏi cuốn là ông luộc lên ông lễ ra. Ông lễ ra ông luộc. Ông luộc ra ông lễ. Rồi ông mới xào lại rồi ông mới để cuốn với bún với rau rồi ăn nè. Cái đó là luộc lễ mới chết á. Mà nó khỏe hơn lễ khoai sả. Ừ. Lễ khoai sả biết bao nhiêu. Mà thôi luộc ăn đi cho rồi đi. Gỏi cuốn làm lâu quá. Ngon. Ngon. Thêm rau không? Thêm miếng rau. Rau gì? Rau má hay rau bà xanh? Rau má. Thấy sao mình phục vụ nó ghê mấy bạn. Khách tới nhà mà. Tập hợp, tập hợp rau. Ừ, mấy cái mặn chặt hết hả? Ừ. Có mề nữa. Ăn đại đi. Nãy tôi với mẹ tôi mần rồi ăn có hai chén à. Mần cái nhìn thấy ngé nha. Dạ, mỡ quá mà. Tôi ăn khoai với nước rồi béo quá. Lại nấu nước ít á. Nấu ít. Chứ bình thường người ta nấu, người ta nấu nước dữ lắm. Đậu mà. Đậu mà, trụng rau này vô. Nay mà chiều có ăn nữa, phải chặt dừa xiêm vô nữa. Niêm lại. Chặt cái dừa xiêm. Mà chắc chặt cái dừa xiêm vô nó vẫn còn ngon. Ừ. Béo không? Béo. Ủa, ở đây mình không biết ở đâu bán lẩu xào ha. Hình như là không có bán luôn á. Có nhà hàng bán. Nhà hàng hả? Chai có lẩu xào không ta? Có. Béo quá. Mà nó sắc nó xuống mặn không? Không, không mặn. Không mặn không? Cửi xanh không mặn không? Có mỡ, rau mà. Mỡ. Mỡ hả? Béo.
ngán thôi. Mở dịch ngán. Con dịch 3 ký mấy chắc hết 2 ký mấy là mở rồi. Nấu nó teo, mở trong da nó xì ra. Mua hồi Tết mà người ta ăn nuôi thức ăn. Hồi bữa bị mất hết 2 con dịch sim rồi. Thả lên nuôi hả? Mất hả? Thả ra cái nó đi, chắc nó đi kiếm trống quá. Mất tiêu rồi. Bơi bơi đâu chắc ra sông lớn mãi. Chút bơi ghê đi kiếm. Có khi bơi ra đây cả bắt nữa. Hôm qua người ta mấy ông dân lưới nói nó bơi ra ngoài sông lớn ngoài á. Thấy nó ngoài. Không mấy ông bắt giùm luôn rồi. Nó, trời. Chút để bơi ghê đi kiếm rồi. Ăn đại đi. Bơi ghê kiếm nữa bắt được nó lại không? Đem theo giật cái lồng úp nó. À. Đem theo giật úp nó lại. Ăn thịt lại đi. À. Ăn đi đừng ngại ngùng nha. Chứ đừng ngại. Tôi biết ông là không ngại tại tôi nói vậy á. Ngại đó sao? Ngồi đây hắt nắng quá. Tại chặt hết mấy cái mọng á, mốt cái mấy cái bự nó lên. Mốt đặt dừa vô. Tại trong bữa vậy đó. Chứ mốt đặt dừa vô, đang ươm dừa má lai à. Có hai trái cỡ 1 mít thôi mà. Ừ. Uống này đó uống. Dạ. Uống xong để trên ngăn đá nãy giờ như xả ra. Ngon không ông? Bữa uống ngon không? Pha nước nóng nữa uống ngon. Ừ, pha thêm miếng nước nóng hay nước lọc vô. Trời, bữa pha rặt quá. Uống như trà lốc thanh luôn hả? Lạc không con? Nó nói ông bà lộ, làm ngọt quá. Lạc không? Dạ. Lạc không? Chào. Dạ vừa con. Thôi dịch quá, ăn không được. Đúng thôi, ăn hơi vậy. Khó này nhiều. Thôi vậy. Cô không chờ muối chanh cậy. Thôi dịch. Hơi dịch, hơi lông chút. Ăn đại đi, ăn đại thật chứ. Cái này không có hôi. Ừ. Ít nước quá. Bà đổ chén mỡ vô cho nó mẹ. Nè, múc con đây nè, nước con đó. 4 trái dừa xiêm nữa. Dặn lên cho sôi. Sôi đã cạn nước sao? Nè. Thêm rau không? Thêm rau. Gấp đại thịt đi con. Ngon quá mấy bạn ơi, giờ không thèm ngồi nữa. Giờ mình sẽ kết thúc video để cho thằng Bắp nó ăn nha mấy bạn. Có người làm mới có người nhận xét vậy mới ngon. Để hai mẹ con mình vừa làm vừa khen không hoài cứ ngại. Nay có ông Bắp vô rồi, đâu ông nhận xét coi ăn lẩu chao ngon béo thịt vịt nó gần sao. Bữa nay ông nói ngọn còn gàn cho tôi nghe coi nè. Lẩu chao hả? Nó béo, vừa ăn, không có hôi lông. Có hôi lông không? Không, mà không có mùi chao. Không có mùi chao? Không có mùi chao. Nấu không biết lẩu chao luôn? Không, chỉ thấy có mùi môn nè, môn kia. Là ngon phải không? Ngon. Ừ, chơi mấy bạn nay nó nhận xét rồi, cho nó ăn với nhận xét hiểu rồi. Thôi giờ mình kết thúc video nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Giờ mình với mẹ với Bắp xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye bạn. Nhớ nhấn like video cho mình nha. Nhớ nhấn like video cho Quỳnh Như nha mấy bạn. Ok, bye. Ăn đi. Trời, nãy có bồ quay video nó mới nói là hơi là không hơi lông mẹ, chứ nãy nó nói con là hơi lông dữ lắm. Đâu hơi lông. Cô còn xấu lần nào hơi á.